Xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình có nhận cái máy gọi là máy đây là phiên bản là Asus K43e. Thì hôm nay là coi như là mình sẽ đưa ra giải pháp là coi nâng cấp về máy Asus này lên. Thì trước đây là khách đã từng nâng cấp về ổ đi cứng nhưng mà có thể chạy là CPU là full load hoặc là RAM không đủ. Thì hôm nay là mình sẽ nâng cấp tiếp tục nữa là về CPU và cái thứ hai nữa về RAM. Thì đối với dòng máy này chúng ta sẽ nâng cấp được tới đâu? Sẽ mời chúng ta sẽ cùng xem. Thì đầu tiên đang hỗ trợ về đang là i3-2350M. Chip M là chúng ta nhìn thấy là có thể là nhấc ra và giống như thế này nè. Ha. Đó, nhấc ra được như thế này ha. Và chúng ta sẽ nâng cấp lên. Thì hôm nay là mình sẽ đưa ra giải pháp về nâng cấp về CPU. CPU đây là CPU là từ i3-2350M. Và chúng ta nâng cấp đây là phiên bản là i5 ha. Thì làm sao chúng ta biết nó là i5? Các bạn nhìn vô CPU này nó có mã nè, SR04 nè, W nè, các bạn thấy chưa? Thì trên đây thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta vô Google, chúng ta gõ ra, các bạn vô Google các bạn gõ ra ha, chỉ cần gõ ra là SR04 và chúng ta gõ ra CPU. Thì ở đây các bạn sẽ lướt xuống thì trên đây nó sẽ báo này nè, ngay chỗ trang là ARK.intel đó. Thì đây là phiên bản đó chính là i5-2430M đó. Và két 3 mê ốc tu lên tới là 3G. Thì đây là CPU này đang hiện tại đang là 2x4 luồng 2G4 và có thể ốc tu lên tới là 3G. Rồi bây giờ đây là về CPU, về RAM. RAM đây đang hiện tại đang là RAM 2G đang hỗ trợ về DRAM 3. Thì ở đây là mình sẽ có nâng cấp về RAM. Lên đây là RAM đây các bạn nhìn thấy về RAM đây, thấy chưa? Thì đây là mình sẽ nâng cấp về RAM lên 8GB đó, với hai cây, mỗi cây là 4GB. Rồi dòng máy này chúng ta có thể nâng cấp được coi 5 thế hệ thứ hai hoặc là i7 thế hệ thứ hai hoặc là RAM từ 8GB lên tới maximum là 16GB trên đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy đi và mình sẽ nâng cấp về dòng máy như sau để mời chúng ta sẽ cùng xem. Thưa các bạn, thì đầu tiên chúng ta sẽ tắt máy đi trước. Các bạn sẽ tháo ra trên đây ha. Thì đầu tiên là chúng ta tháo hai cái pin, hai cái lẫy này ra nè, tháo pin ra. Rồi ở đây dòng máy này chúng ta sẽ việc tháo như sau. Đối với dòng máy mà chúng ta muốn nâng cấp được RAM thì các bạn chỉ cần tháo hai con ốc là chúng ta đã ra được cái máy rồi. Đây vị trí về RAM đây, thấy chưa? Và cái nữa là chúng ta sẽ nâng cấp về ổ cứng đã nâng cấp rồi, còn chưa nâng cấp thì chúng ta sẽ nâng cấp được luôn đó. Rồi hiện tại là các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta tháo hết toàn bộ ốc ở đây ra. Đây là mình sẽ nhấc ốc ra ha. Ốc đây là ốc ổ đi cứng. Để chi? Sau khi chúng ta tháo ra và chúng ta tháo cả ở trên để các bạn tháo về nhấc cái men ra và nhấc CPU ra ha. Đây. Bây giờ đây là mình đang tháo về ổ đi cứng nè. Đó. Thì đây chính là ổ cứng SSD 120GB. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ tháo tiếp tục, đây là cái mặt trong của máy. Các bạn xem coi là có bao nhiêu con ốc, chúng ta tháo ra hết. Tại vì lý do là chúng ta phải nhấc cái mặt C ra. Đây ha. Đây là mình sẽ tháo hết toàn bộ ốc. Đây. Đây mình đang làm trực tiếp để mời chúng ta cùng xem. Các bạn sẽ lưu ý là sao? Những con ốc ở đây chúng ta tháo hết, không có trừ lại, kể cả về dây cáp của wifi. Wifi chúng ta nhấc lên cáp wifi nè, các bạn nhấc ra luôn, nhấc ra ha. Đây mình để đây để chúng ta dễ nhìn thấy nè. Đó, nhấc lên đó, hai cái tay nè chúng ta để vô và chúng ta nhấc lên, thấy chưa? Đây là anten của wifi. Thưa các bạn sẽ nhìn thấy trên đây sẽ có hai con ốc nữa. Thì đối với hai ốc này chúng ta cũng tháo luôn. Ốc này khá là dài. Đây. Đây là được một con. Và chúng ta sẽ tháo cái còn lại là hai con. Thì dưới bản lề nó sẽ có đây là một con, hai con nè, hai ốc. Thì hai ốc này và bên đây hai con nữa, chúng ta từ từ hắn tháo. Chúng ta khoan hắn tháo nha. Thì lúc này các bạn sẽ mở gì đây? Chúng ta sẽ mở này ra. Tại lý do là cái vị trí này vị trí bản lề, thấy không? Hai cái lỗ tai bản lề. Và nếu như chúng ta không mở ra mà chúng ta đã tháo ốc ra rồi á thì các bạn sẽ rất là dễ bị trường hợp là sao các bạn?
bị chúng ta mở lên nó dễ gãy bản lề ha. Thì đây là mình sẽ tháo hai góc này ra nè. Đây. Chúng ta để nguyên vậy luôn, chúng ta tháo ra. Đó. Một con ha. Đây. Đây là mình sẽ nhấc ra luôn. Sau khi bản lề nào chúng ta đã nhấc ra như này nó sẽ yếu lắm. Thì các bạn nhớ là vị trí về bản lề chúng ta để im, không có đựng đại. Thấy chưa? Đây là một con góc chúng ta nhấc ra. Rồi còn con góc còn lại chúng ta cũng nhấc luôn. Rồi, ở đây nữa. Đây thêm hai góc nữa phía trên. Rồi sau khi mà chúng ta đã tháo ra được ốc đằng sau như thế rồi, bốn góc ngay chỗ bắn lề, thì lúc này chúng ta sử dụng một cái cây lược chì. Các bạn nhìn thấy cây này thấy rất là mỏng không? Thấy chưa? Đó. Thì đây là các bạn sẽ tháo về vị trí bàn phím nè. Các bạn sẽ đặt sát vào đây nè, nó có mấy cái lẫy của bàn phím nè. Chúng ta nhấc ra. Đây ha, mình để qua đây mình dễ làm. Nè. Các bạn thấy không? Đây là một cái nè. Đó. Vào đây nữa nè. Hai cái. Cái nhất ra bên đây nữa, tổng cộng là tới 4 cái lận các bạn, 3 và là 4. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ là nhấc nhẹ nhàng thôi là bàn phím chúng ta đã nhấc ra được. Thì các bạn sẽ lưu ý là dưới đây sẽ có một sự cáp, chứ mình nên nghiêng từ từ ha. Đây mình sẽ nghiêng ra từ từ nè để mời chúng ta sẽ cùng xem. Chúng ta muốn tháo được cái bàn phím, các bạn sẽ đẩy nè, kéo nhẹ thôi nè, nhìn nha, thật kỹ nha. Đó, thì lúc này chúng ta đã nhấc ra được cái bàn phím. Đây là bàn phím đây. Nếu như các bạn muốn thay bàn phím thì các bạn thay rất là dễ, không cần phải tháo ốc. Đây, túp bét. Đây là vị trí về dây cáp của túp bét nè. Đó, đây là mình sẽ nhấc ra luôn. Nghiêng này lên ha. Và lúc này chúng ta sẽ rút cái dây cáp vào đây. Rồi, các bạn sẽ lưu ý giúp mình là dưới đây nó sẽ có ốc nữa. Ốc nè. Đây là một con nè. Thấy chưa? Hai con ốc nè. Đó. Rồi thêm ngay chỗ ốc ổ đĩa quan nè. Ổ đĩa quan nha các bạn. Thì cái này là chúng ta có thể gắn được trên caribay trên đây được. Đó, chúng ta nhấc ra. Đây là ổ đĩa quan. Thì hiện tại là trên đây. Chúng ta gắn vô được ổ đĩa quan trên đây. Được chưa? Chúng ta nhấc ra luôn. Và tiếp tục là chúng ta sẽ tháo con ốc còn lại nằm đây. Thì các bạn sẽ nhớ lưu ý được ba vị trí mà chúng ta cần phải tháo cáp. Đó chính là vị trí về phím, thứ hai là túp bét đây, và thứ ba là cái nút kích nguồn nè, là sẽ cáp này nè, thấy không? Các bạn sẽ lưu ý nha. Rồi ở đây là mình sẽ tháo ra như này. Nhiều bạn có đặt câu hỏi là giờ nếu như mà đang i3 mà nâng lên i5 liệu có sao không, có đủ điện hay không? Thưa các bạn, chắc chắn là đủ nha. Nếu như mà chúng ta trồng chip M với M với nhau, TDP mà giống nhau, thì các bạn cứ nâng cấp thoải mái, không ảnh hưởng gì hết. Nhiều bạn sẽ đặt vấn đề là sẽ nóng hay là không đủ điện cấp. Về cái đó là về chúng ta đang tưởng tượng thôi, nhưng thực tế là nó cùng số điện với nhau, giống nhau hết, nên chúng ta không sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấc cái nắp này ra. Đó. Để nhấc nắp ra chúng ta sẽ nhấc từ đây ha. Đây sẽ nhấc đây ra. Rồi chúng ta sẽ lưu ý nè. Ở đây dưới ổ quan nè, nó sẽ có hai ngóc nè. Đó. Và có tổng cộng là ba con ốc lận. Nhưng mà do đây là lý do để tháo mất con rồi. Thì đây hai ngóc. Nó giữ lại vị trí ngay chỗ cái mặt C với mặt D lại với nhau. Chúng ta nhớ là chúng ta tháo ra. Rồi. Thì lúc này chúng ta đã tháo ra được cái nhựa nè. Nhựa đây các bạn sẽ nâng lên. Nhấc ra ha, từ từ. Đó. Thấy chưa? Đây là mình đang nhấc ra nè, các bạn sẽ để im như thế này luôn. Đó. Đây nha, nếu có nào khó quá các bạn sợ dùng bằng ngón tay, còn nếu như các bạn không có ngón tay thì các bạn có thể dùng một cái lẫy, cái lược chì. Đây cái thanh này đây các bạn, các bạn sẽ để nhẹ nhàng thôi, mình tự nó ra. Đây là vị trí cái ngàm thôi. Những vị trí nào mà chúng ta nghi ngờ nữa, chúng ta thì kiểm tra là coi có ốc hay không. Nếu mà không có ốc thì chúng ta cứ mở ra tự nhiên, không sao hết nha các bạn. Đó.
Rồi đây là chúng ta là tháo ra được bên đây. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ở ngay chỗ này nữa, đây là móng tay mình không có nên mình thay cắt bằng cái lẫy này nha, để dễ dàng hơn. Đây thưa các bạn, đây là chúng ta tháo ra được mặt C nè, thấy chưa? Thì mặt C là chúng ta nhấc ra được như thế này đó, trên đây ha. Chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây, nhấc ra mặt C nè. Đây các bạn nhớ là hai sợi cáp này chúng ta phải nhấc ra nha trước khi chúng ta tháo. Rồi đây là mặt C, thì trên đây là các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có về sợi cáp qua cổng USB nè. Nhiều bạn tháo ra xong mà quên gắn cái sợi cáp này, USB này không nhập, chúng ta lưu ý ha. Và đây nó sẽ có về như là một vị trí là của cáp màn hình, đây cáp màn hình nè đó. Thì lúc này là mình sẽ nhấc cái sợi cáp, các bạn nhìn thấy không, đây là cái keo đó, nhấc cáp này ra. Và thêm một cái nữa là các bạn nhìn thấy đây là vị trí về cái loa, hai cái loa nè, và đây chính là cái sợi dây dây cáp mà cấp tín hiệu nè, audio loa ra loa xuất ra loa. Thì thưa các bạn sẽ lưu ý nữa là cái nữa là sao, dưới đây nó sẽ có một con ốc nữa nha, và ốc này là định vị cái fan đó, chúng ta cứ nâng lên nhẹ nhàng thôi, coi nó vướng gì không. Nếu mà vướng nữa thì các bạn sẽ xem coi những cái ốc nào có hình tam giác nè, là chúng ta mở ra. Rồi đây là chúng ta đã tháo ra được cái men. Men là gì, hay là bo mạch chủ đó. Và máy này chúng ta sẽ có về, chúng ta tháo ra được như thế này, thấy chưa, men bo đây. Thì lúc này chúng ta sẽ lật ngược lại và các bạn sẽ nhìn thấy trên đây máy này là CPU, vị trí về CPU đây, vị trí về cái fan tản nhiệt đây, các bạn thấy chưa đó. Đây là mình sẽ zoom lại và khi đó mình sẽ nhấc ra. Lúc này chúng ta muốn tháo ra được thì các bạn sẽ nhớ là sao, chúng ta sẽ tháo nè, nhả ốc ra từ từ, hai con, ba con và là bốn ốc. Sau khi chúng ta nhả ra xong thì các bạn sẽ tháo ra, nhấc ra bình thường, ba con, bốn ốc đó. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có một cái gì đây, cái socket của cái fan. Thì cái này chắc là coi như là cũng lâu ngày mà khách cũng có thể là còn ít chưa tháo ra. Thì đây mình sẽ đón đây rất là bụi và cũng rất là nóng luôn. Thì mong đây rằng là coi như là các bạn sẽ nhìn thấy clip này trong khoảng chừng 1 năm đến 2 năm các bạn nên vệ sinh một lần. Chúng ta lưu ý nha. Đây, đây thì các bạn, bụi đây, bụi đóng coi như là hết, hết tất cả những chỗ mà chúng ta nhìn thấy là không thể nào lưu thông được gió nữa, thấy chưa. Rồi thì đây là chúng ta sẽ để qua một bên, lát nữa mình sẽ làm sạch chỗ đó. Và đây là CPU, thưa các bạn, đây là về CPU. Thì CPU này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta nhấc ra, thấy chưa đó. Thì ở đây mình đang có một cái con CPU mà hồi nãy mình có chia sẻ là sao, đây là con i5, đây là i5 ha. Thì để với i5 này chúng ta sẽ ráp vào trên đây, thấy chưa. Thì lúc này chúng ta sẽ đặt vào đúng rồi, các bạn sẽ thấy gì đây, mình quay này có đúng hay không nè đó, có mở được hay không nè, nếu được là chúng ta siết lại đó. Đây là CPU ha, i5 gen 2, i5 thế hệ thứ hai, và đây là i3 đây nha. Thì đây là mình đang lấy về CPU nè, đã nâng cấp lên. Chúng ta nâng cấp về RAM. RAM đây là RAM 4GB, 4GB là 8GB ha, hai thanh RAM, điều kiện là giống nhau, cùng bus và là giống nhau. Chúng ta nâng cấp trên đây, các bạn thấy chưa. Thì đây là mình sẽ đưa ra và chút xíu mình sẽ gắn vào và mình nâng cấp. Rồi đây là RAM, đây mình cũng tháo vào luôn đó. RAM đây, RAM 4GB nè, mình sẽ gắn vào. Và đây là 4GB nè, chúng ta gắn đúng nè, nhấn vào. Đây chúng ta sẽ tra keo. Tra keo thì các bạn sẽ có về như là làm sạch, làm sạch phần CPU ha. Đây là chúng ta đã lau sạch và chúng ta đã tra keo nè. Đó, keo tản nhiệt mà lọ xịn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vào cái fan vào đó. Thì lúc này các bạn có thể đi mua keo MX4 trở lên,
nó sẽ bền hơn, nó ổn định hơn, tốt hơn. Thì đây là keo tản nhiệt cũng khá là xịn nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ráp vào trên đây, chúng ta chỉ định vị là thôi, định vị là bốn góc nè. Đó đây ha, đây là chúng ta sẽ có bốn góc cho định vị lại. Thì sau khi định vị được xong rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có về như là gắn siết lại ốc luôn, siết lại cho chắc luôn. Đây đây là mình siết lại bốn góc ha. Các bạn cũng đừng quên là sao gắn được cái phe này nha, nhiều khi chúng ta hay quên ví dụ đó. Rồi tiếp tục nữa, các bạn sẽ nhìn thấy trên đây chúng ta đã hoàn tất về như là cha keo, nâng cấp về CPU và gắn về RAM. Bây giờ mình sẽ lắp lại nha. Lúc này chúng ta sẽ đặt cái vỏ máy lên và chúng ta sẽ có về cái main board đây các bạn. Thì main thì các bạn nhìn thấy là có những cái chúng ta gắn vào nè, thấy chưa, sợi cáp của chúng ta nâng lên nè. Đó rồi cáp audio, audio đây là cái gì của cái loa nè, tín hiệu về loa đây chúng ta nhấc ra luôn. Rồi sau khi xong rồi chúng ta đã coi đặt vào đúng vị trí chưa, êm hay chưa. Nếu như êm rồi thì các bạn sẽ có về như là siết lại ốc, định vị lại ốc. Đây mình sẽ định vị lại kiểu ốc của cái fan nè, hồi nãy mình đã tháo ra, và theo cái ốc của main board mình cũng nói tháo ra. Thì lúc này chúng ta sẽ gắn những sợi cáp vô, cáp của loa nè. Nhiều bạn mở sau khi chúng ta nâng cấp xong là không có nghe loa là do chúng ta quên gắn cáp, hoặc là chúng ta gắn lên xong rồi màn hình không xuất lên màn hình, chúng ta cũng quên gắn về cáp màn hình. Đây ha, các bạn sẽ nhìn thật kỹ nha. Rồi đây là mình sẽ gắn vào đó, hoặc là chúng ta gắn vào nhưng mà chưa chặt, những cái trường hợp không xuất ra hình. Đây là bo USB không có nhập, chúng ta cũng hay quên cái này lắm. Thì đây là mình sẵn đây mình chia sẻ luôn. Rồi tiếp tục nữa, sau khi đã xong thì lúc này các bạn sẽ lấy cái mặt đây ha, chúng ta sẽ gắn cái mặt C, mặt C của máy đây đó, chúng ta định vị lại, định vị lại, thấy chưa. Thì đây là mình sẽ định vị lại ha, và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây là sợi cáp của cáp nguồn nè, chúng ta gắn vào cáp của toolpad nè. Toolpad cũng rất nhiều bạn hay quên, nhiều bạn hỏi tại sao giờ em xài không có toolpad, sau khi nâng cấp xong coi như là con chuột của em nó bị mất, là ngay vị trí này nha các bạn. Các bạn tập trung vào chỗ này chúng ta sửa nó thôi là xong. Rồi tiếp tục nữa, chúng ta sẽ có về gắn ốc, ốc vào đây, thấy chưa. Đó thì để mình gắn ốc được như thế này thì đầu tiên là mình sẽ muốn thử bằng cách là cắm cái nguồn vô, được chưa, và mình sẽ bật lên thử. Đó bật lên nè, các bạn thấy trên đây đó, chúng ta nhìn thấy trên đây là chúng ta xuất ra nè, đây ha, coi đang là i5 chưa, à đây là i5 nè đó, và RAM đang là 8GB. Thì đó là quá trình về như là mình đã nâng cấp là lên được rồi. Bây giờ các bạn sẽ lưu ý là mình sẽ ráp lại để mời chúng ta xem, chúng ta rút ra cũng nguồn à, ráp lại nha. Chúng ta gắn hết toàn bộ ốc vào đây nè, đây đây là những cái cận cảnh và là chi tiết. Các bạn có thể các bạn nhìn thấy như thế này, nếu chúng ta chỉ cần sơ sót một phần nào đó thôi dẫn đến hậu quả là có nghĩa là kích nguồn không được hoặc là bị chạm, nếu như chúng ta không tuân thủ theo quy tắc chúng ta làm cho kỹ đây ha. Rồi bây giờ trên đây là chúng ta sẽ có về vặn hai cái ốc của đây, hai ốc đây ha, là tổng cộng bốn con đây. Bây giờ đây là chúng ta sẽ gắn được hai ngóc nè, bản lề nè, hai ốc chỗ bản lề nè và hai ngóc chỗ quen nè. Đó thì lúc này bản lề chúng ta đã có thể là sao, các bạn có thể là gặp lại và mở ra được rồi nè. Bây giờ mình gặp lại nè, mình mở ra được rồi nè, thấy chưa. Thì đó là đòi hỏi chúng ta phải gắn cho nó chuẩn. Rồi ổ quen nè, thì đây lúc này là mình sẽ cũng gắn vào luôn, thấy chưa. Thì ở đây các bạn sẽ lưu ý giúp mình nữa là sao, khi ổ quen chúng ta gắn vô được như thế này rồi thì các bạn phải có được gắn được ốc vào đây,
tránh trường hợp về ổ lý quang nó bị tuột ra ngoài. Thấy không? Rồi, thêm tiếp tục nữa, các bạn nhìn thấy về bàn phím. Bàn phím thì các bạn phải gắn cho đúng, gắn cho chuẩn nha. Chuẩn là sao? Chúng ta sẽ đặt vào như thế này nè. Không cấp nguồn. Nhớ nha. Tháo này ra nè, đặt lẫy ra nè. Đó, để sát vô. Thấy chưa? Rồi chúng ta để sát này vô nè. Đó, rất chi tiết. Rồi chúng ta sẽ đặt này vô nè. Các bạn đặt đúng vào cái vị trí khung. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn xuống. Đó. Chúng ta sẽ nhấn này xuống nha, đè xuống nè. Đó, thấy chưa? Bốn cái nha, nghe cái bốn cái cục nghĩa là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp lại. Các bạn sẽ lật ngược lại. Thì lúc này các bạn sẽ lưu ý giúp mình là sao? Cái vị trí về cái anten nè của wifi. Thấy chưa? Nếu như các bạn không có gắn cái này vô á thì wifi chúng ta sẽ mất sóng. Lỗi nha, lỗi mất sóng. Thấy chưa? Đó. Vào đây nữa nè. Đó, thấy chưa? Đó là chúng ta sẽ gắn vào. Các bạn sẽ lưu ý được nữa cho mình nữa là sao? Trên ổ đĩa cứng. Đây dưới đây có hai ngóc nè, mình sẽ ghim vào luôn. Này máy này thiếu ốc này rồi. Ốc này không có đúng. Thiếu ốc. Đây là ổ đĩa cứng đây. SSD. Và chuẩn đây là 2.5 inch. Đó. Thì lúc này chúng ta có thể gắn được là ổ 500G hay là 1T hay là lên vẫn có thể được nha. Các bạn sẽ lưu ý giúp mình nha. Đây là mình sẽ vặn ốc lại nè. Đó. Thì đây là nó sẽ có con với con ốc ở đây. Chúng ta sẽ ghim vào luôn. Đây nữa. Rồi. Chúng ta sẽ định vị ốc là hai ốc để đây, ốc ngoài. Đây các bạn sẽ gắn ốc này vô nha. Đây là ốc của ổ cứng, chúng ta định vị lại. Thực sự là khi mà chúng ta gặn vặn ốc định vị này, chúng ta chỉ cần là hai con là đủ rồi. Tùy, các bạn muốn cho bốn con thì càng tốt. Còn không thì hai con chéo kỉnh với nhau giống này à, là có thể đáp ứng được ha. Chúng ta sẽ lưu ý. Đây mình tháo này ra để mình gắn ốc 2 x 8 đây. Rồi, đáp lại. Đó. Đây nè. Chúng ta sẽ đáp lại luôn. Đây nè các bạn. Thấy chưa? Thì đây nó sẽ có một con nữa. Khá là nhiều ốc. Này có ghi. Kích thước của ốc nó có ghi hết. Đây. Tiếp tục nữa là còn hai con dưới đây mình sẽ gắn vào luôn. Để đang sẵn có ốc. Đó. Đây nữa nha các bạn. Đó, về cơ bản là chúng ta đã gắn được như thế này. Các bạn thấy chưa? Toàn bộ là chúng ta gắn được hết rồi. Thì ở đây các bạn xin thấy là chúng ta sẽ gắn về cái nắp. Để nắp lại thôi. Thì trên cái nắp nó sẽ có hai con ốc. Để cái nắp ở đây. Thấy chưa? Đó. Nó sẽ có hai ốc lớn. Ốc khá là dài. Rồi đây nè. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ đóng pin lại thôi. Thấy chưa? Kéo lấy lại. Chúng ta sẽ mở máy lên. Đây. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và là mở máy lên để mời chúng ta xem. Đây nha các bạn. Đó, hiện tại là máy đang lên nè. Thấy chưa? Đang hỗ trợ về core i3 và nâng lên i7, i5 chứ. RAM 8GB. Cái này chúng ta có thể nâng cấp được tối đa maximum được là 16GB RAM ha.
Nhưng máy này chúng ta nên 8GB được rồi, không cần phải lên quá nhiều. Đây các bạn, đây là quá trình máy đã nâng cấp lên nè, thấy chưa? Đó, chúng ta thấy ha. Rồi bây giờ như sau, đây là mình sẽ nâng mở lên và kiểm tra lại coi CPU còn có đúng giống như là chúng ta đã nâng cấp được hay chưa. Này các bạn vô phần gì đây, DXDIAG đó, và chúng ta xem về trên Task Manager, nhấp trên Task Manager cũng được. Thì trên Wafer Performance đây chính là i5-2430M đó, i5 ha. Và chúng ta xin ở trên đây cũng là i5 luôn, nó sẽ có về RAM, đang là RAM 8GB DDR3 đó, thấy chưa, bớt 1333, cộng hình HD Graphics 3000 đó. Thì ổ SSD thì cơ bản mà chúng ta đã nâng cấp được như này thì máy chúng ta chạy cũng khá là nhanh và khá là mượt. Có thể là các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta chạy ổn định từ trên đây được ha. Thì bây giờ đây là mình thử một bài test, là coi như là mình thử mở một cái trình duyệt web nè, thấy không? Có SSD lên cái là các bạn nhìn thấy là nó chạy sẽ nhanh hơn. Bây giờ đây mình gõ vô nhấc vlog chẳng hạn đi. Đây, đây là kênh của mình nha, nhấc vlog. Đây chúng ta test thử. Đây. Đây ha. Mở độ phân giải lên tới là 2K luôn nè. Để mà chúng ta xem. Các bạn thấy chạy khá là mượt không? Thậm chí là các bạn phải cho lên 4K để coi có chạy mượt luôn ha. Đây. Các bạn nhìn thấy 4K được không? Chạy được 4K luôn nè. Thấy chưa? 2K nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Rồi, clip ở đây là nâng cấp về như là CPU. Chúng ta nhìn thấy nâng cấp về CPU nè. CPU từ i3 và lên được i5, và chúng ta nâng cấp độ tối đa là i7 dòng chip M, và RAM từ 2GB lên tới 8GB. Chúng ta nâng cấp được tối đa lên đây được là 16GB RAM, và dòng máy này chúng ta nâng cấp được SSD chuẩn 2.5, chúng ta gắn thêm độ cứng cơ nữa là tối đa được 2 ổ cứng. Thì dòng Asus hầu như tất cả những dòng máy mà coi như là từ thế 2-3 đó thì sẽ nâng cấp được ha. Rồi clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta liên hệ 0922 422 422. Địa chỉ là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào.